Ai quên rồi, quên. Mình vô cung điện đây. Cung điện trời, nãy giờ tuân toàn quay quay ấy thôi. Vậy thì để bữa sau đi bà. Cái ngang này là cái ngang màn hình. Cũng rộng hả? Dễ thương quá. Ô, kia là cái gì? Giống như là ôi, ở Giáng sinh ở đây họ đi chơi đông lắm nha các bạn. Cái khu này rất gần chỗ mình ở luôn. Ô, màu sắc đẹp chưa này. Ô, cái này hình này là hình gì ha? Dễ thương quá, dễ thương quá. Chưa thấy ông già Noel xuất hiện. Chắc là đến Giáng sinh ấy. Bây giờ đang ra chuẩn bị Giáng sinh nhưng chưa thấy ông ở đâu ấy. Đây, cái logo kia là logo của bệnh viện. Có phải là cái này là không gian của bệnh viện hả bác? Đúng rồi. À, chắc phải là trên nền họ mới ấy này. Không lạnh hả? Không lạnh lắm. Mình đứng ở đây á, mình đứng ở ca này mình quay mình thấy nó cái cảnh nó toàn diện hơn, à, không gian ấy hơn đó, thấy rõ không? Họ đi chơi đông lắm nha các bạn ơi, ở đây Giáng sinh này. À, mấy năm trước mình không có đi, năm nay hai đứa mình tự nhiên nó bé lại á, nên là lại thích đi chơi Giáng sinh ở đây. Mấy năm trước đi qua đây cũng thấy họ tổ chức như này này, mà không có ghé. Năm nay quay cho mọi người xem hộp quà, hộp chút xíu nó vô mình hai đứa nhất, thứ hai đứa mình ở trong hộp quà này, xong rồi chuyển về Việt Nam. Ồ, mà góc phải quay kìa vẫn nha. Họ đi rất là đông. Từng ngày người cho vô trong học.